Ông Vũ Nhữ Thăng tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước vừa ký quyết định 1050 quy đề sao ông Vũ Nhữ Thăng tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Cụ thể, ông Vũ Nhữ Thăng tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và phụ trách Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2024 cho tới khi có quyết định của cấp có thẩm quyền. Ông Vũ Nhữ Thăng, sinh năm 1973, được đào tạo bài bản trong các lĩnh vực tài chính, luật học, là tiến sĩ khoa học, nhiều năm giữ vị trí lãnh đạo của các đơn vị Bộ Tài chính. Trước đó, ngày 21 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 1055 quy đề TTG điều động bổ nhiệm ông Vũ Nhữ Thăng, vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế Bộ Tài chính, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và giao phụ trách Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Ông Vũ Nhữ Thăng được sao nhiệm vụ điều phối các hoạt động giám sát chuyên ngành, giám sát thị trường tài chính, ngân hàng và đặc biệt là cảnh báo các rủi ro của nền tài chính quốc gia và khuyến nghị cho Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ để xử lý. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có tân thủ trưởng cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bầu nhiệm 7 lãnh đạo quản lý cấp vụ và 18 kiểm sát viên cao cấp. Tại buổi lễ, ông Tăng Ngọc Tuấn, vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã công bố các quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ một số đơn vị thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Theo đó, điều động ông Nguyễn Kim Sáu, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, vụ trưởng vụ kiểm sát thi hành án dân sự, viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức vụ vụ trưởng vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kể từ ngày 26 tháng 9. Điều động ông Lê Xuân Lộc, kiểm sát viên cao cấp, thủ trưởng cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, giữ chức vụ trưởng vụ kiểm sát thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kể từ ngày 26 tháng 9. Điều động ông Nguyễn Đức Bằng, kiểm sát viên cao cấp, vụ trưởng vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng chức vụ, xảy ra trong hoạt động tư pháp Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, giữ chức vụ thủ trưởng cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kể từ ngày 26 tháng 9. Điều động ông Trần Hưng Bình, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát và Giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, giữ chức Vụ trưởng Vụ 6 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kể từ ngày 26 tháng 9. Điều động bổ nhiệm ông Phùng Đức Tiến, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Giữ chức vụ trưởng vụ kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo cho hoạt động tư pháp, viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 26 tháng 9. Bổ nhiệm bà Bùi Thị Hạnh, giảng viên chính, trường khoa pháp luật hình sự và kiểm sát hình sự giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 26 tháng 9. Điều động bổ nhiệm ông Dương Hùng Yên, kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 26 tháng 9. Tại buổi lễ, ông Tăng Ngọc Tuấn, vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cũng công bố các quyết định bổ nhiệm chức danh kiểm sát viên cao cấp cho 18 kiểm sát viên trung cấp. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm loạn lãnh đạo sở ngành. Chiều 27 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chủ trì buổi lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố nhiều quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định chỉ định Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trung Anh tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Tân giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Bình Tân. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng có quyết định chỉ định Phó Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thành Khả tham gia ban chấp hành, ban thường vụ quận ủy quận 8, giữ chức vụ phó bí thư quận ủy quận 8. Sau đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyết định điều động bổ nhiệm phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trung Anh giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Đồng thời điều động bổ nhiệm phó Tránh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Võ Thành Khả giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8. Ông Nguyễn Trung Anh, 48 tuổi, quê Bắc Giang, trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị, Ông Võ Thành Khả, 51 tuổi, trình độ kỹ sư xây dựng, thạc sĩ quản trị đô thị và công trình, cao cấp lý luận chính trị. Ủy ban nhân dân thành phố cũng điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhật giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đinh Khắc Huy giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ông Nguyễn Minh Nhật, 51 tuổi, trình độ kỹ sư xây dựng chuyên ngành kỹ thuật công trình, cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7 Lê Văn Thành được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Văn Thành, 53 tuổi, quê thành phố Hồ Chí Minh, trình độ tiến sĩ luật, cao cấp chính trị. Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Trung giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận. Sáng 27 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Văn Trung, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2024. Tân Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Văn Trung, 46 tuổi, quê Thái Bình, có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý công, lý luận chính trị cao cấp. Ông Trung trưởng thành từ ngành xây dựng, văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Từ tháng 7 năm 2016, ông Đỗ Văn Trung giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh. Từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 9 năm 2024 là trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Ông Trung là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận hai khóa liên tiếp từ 2016 đến 2021 và 2021 đến 2026. Trước đó, tỉnh ủy Bình Thuận điều động ông Đỗ Thái Dương, Giám đốc Sở Nội vụ, đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Bình Thuận. Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu có tân phó giám đốc. Ngày 26 tháng 9, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc Sở Tư pháp. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định 1333 Quy đề UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Sim, trưởng phòng xây dựng kiểm tra và thi hành pháp luật, Sở Tư pháp giữ chức vụ phó giám đốc Sở Tư pháp. Kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2024, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Hòa Bình, kỳ luật cảnh cáo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Ủy ban kiểm tra huyện ủy Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, ngày 19 tháng 9 đã họp để xem xét thi hành kỳ luật đối với các cá nhân, loại ủy viên Ban thư vụ Đảng ủy xã Đồng Trung, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại kỳ họp, sau khi xem xét, đánh giá tính chất, mức độ, hành vi vi phạm của tập thể ban thường vụ và các cá nhân là ủy viên ban thường vụ đảng ủy xã vì đã vi phạm trong việc lãnh đạo, quản lý đất đai, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng xảy ra tại xóm mới xã Đồng Trùm. Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã bỏ phiếu thực hiện quy trình thi hành kỷ luật. Theo đó, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lường Văn Họt, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Đồng Trùm và ông Lường Văn Thịnh, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đồng Trùm. Ngoài ra, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Sa Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đồng Trung và ông Sa Văn Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Trung, Trưởng công an xã. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã trình Ban Thường vụ huyện ủy Đà Bắc quyết định thi hành kỷ luật tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Trung bằng hình thức khiển trách. Trước đó, vào tháng 5 năm 2024, tại xóm mới xã Đồng Trung, huyện Đà Bắc, diễn ra hoạt động san lấp trái phép và tự ý xây dựng công trình trên đất rừng. Đảng ủy, chính quyền, công an xã đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý để hai cá nhân lạc đường gây ảnh hưởng đến rừng tự nhiên, san lấp trái phép trên diện tích 3.600m2, đất rừng sản xuất, cũng như xây dựng trái phép nhà tạm rộng 80m2 và nhà khung sắt mái tôn rộng 2.000m2.